Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, Tép xin giới thiệu một thỏi son kem lì khá mới đến từ Hàn Quốc tên là Agapan Painting Rouge. Bản màu có tổng cộng 7 màu, chủ yếu là tông đỏ. Ngày hôm nay, Tép sẽ swatch 4 trong 7 màu của bảng son này nhé. Màu số 1 có tên là Blooming Red, màu đỏ tươi pha chút cam, cực kỳ tôn da và dễ đánh. Các màu của dòng son này đều thích hợp đánh lòng môi cũng như cả môi. Chỉ duy nhất màu số 3 là màu nude thì thích hợp đánh cả môi hơn. Giờ mình sẽ phân tích đến thiết kế cây son. Cây son cầm rất chắc tay với phần nắp màu đen. Thân son trong suốt, có thể nhìn thấy lõi đen và màu son ở bên trong. Thỏi son rất to, nhìn hoành tráng cực kỳ luôn. Màu số 2 là màu dry plum. Theo cá nhân mình thì thấy màu này khá lạ. Màu đỏ bã trầu trầm, rất cá tính mà không hề kén da. Ban đầu mình cứ nghĩ em này lên màu sẽ sống màu số 9 của Bia vỏ xanh, nhưng màu này đậm hơn và độ lên màu cũng tốt hơn rất nhiều. Màu số 4 này thực sự quá đẹp và lạ luôn. Màu hồng đất đậm pha chút đỏ, phải gọi là rất tây và cực kỳ sang. Chất son mướt lên môi không bị khô quá nhanh hay quá chậm. Mình có thói quen hay mím môi, nhưng khi mím lại, son không hề bị dính vào nhau hay xê dịch gì cả. Màu lên rất đậm ngay từ lần thoa đầu tiên. Vậy nên bạn nào định đánh kiểu lòng môi thì nên cẩn thận chút nhé. Nếu đánh lòng môi thì không vấn đề gì cả, nhưng nếu đánh cả môi mà lại đánh đậm như mình nữa thì ban đầu sẽ có cảm giác là hơi nặng một chút. Môi như được phủ bởi một lớp gì đó, nhưng chỉ khoảng một lúc sau là cảm giác này sẽ đỡ đi rất nhiều. Nghe tả thế thôi chứ cũng không bị nặng môi hay là gì cả đâu, nên các nàng đừng lo nhé. Khi ăn uống, son sẽ không bị dây ra cốc, thìa, đũa, ống hút, vân vân và mây mây. Nếu ăn nhẹ và uống thì các nàng vô tư là son sẽ không hề bị trôi đi một tí nào cả. Còn nếu ăn một bữa to thì son sẽ bị trôi đi một ít ở lòng môi, chứ không trôi sạch hết đi đâu. Với giá thành dao động từ khoảng 170.000 đến 220.000 thì chất lượng của em son này thì phải gọi là cực kỳ hợp lý và tuyệt vời luôn. Mà cũng vì khả năng bám màu quá tốt mà sau khi swatch xong có 4 thỏi son thôi mà môi mình đã sưng và sót hết cả lên rồi. Hy vọng các nàng sẽ có sự lựa chọn mới cho bộ sưu tập son của mình. Còn bây giờ Tép phải đi dưỡng môi đây. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.